Ngày 19 tháng 1, huyện Tuyên Hóa tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu nghe đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, năm 2021, huyện Tuyên Hóa đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ những tình cảm trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đối với Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện. Đồng thời mong muốn với kinh nghiệm nhiều năm công tác trên cương vị lãnh đạo, các đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện nhà. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền huyện đã đề ra. Đại diện các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay của huyện nhà trong những năm qua, đồng thời sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức, đem sức lực, trí tuệ của mình tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước nói chung và huyện nhà Tuyên Hóa nói riêng ngày càng phát triển.